Mình là Toàn, pháp danh là Tuệ Lực. Thì Toàn cũng sống, Tuệ Lực cũng sống ở Houston này cũng được 5 năm. 2 năm trước thì cũng tình cờ, thì Tuệ Lực cũng ít có xem TV lắm. Thì cũng tình cờ một ngày, một hôm đó, thì tự nhiên không biết người nào ở nhà mở TV lên, thì tình cờ thì Tuệ Lực xem được cái đoạn video đó, cái đoạn video của thầy Diệu Thiện đang pháp thoại trên TV. Thì cái tâm trạng lúc bấy giờ cũng không có ổn lắm. Thì nghe được cái những cái lời thuyết pháp của thầy Diệu Thiện ở trên TV, thì tự nhiên cái Tuệ Lực bỗng như là được cho một liều thuốc vậy đó. Tự nhiên cái thấy nó, con người nó khỏe đi, nó thông đi. Cho nên sau đó cái Tuệ Lực mới quyết định là đi tìm thầy, tìm đến Thiền viện Phổ Môn này để tìm hiểu thêm về Thiền viện Phổ Môn. Nó giúp cái cuộc sống mình nó thay đổi rất là nhiều, về công ăn việc làm, về cuộc sống hàng ngày, va chạm với những người chung quanh nó khác đi. Nó khi mà đến đây nó thiền viện giúp mình trở thành một con người khác. Thì trước đây mình đi làm cũng như bao nhiêu người khác, đi làm đến đó rồi làm cũng như mình phải làm thôi, vì cái cuộc sống mình đến đó mình làm thôi, chứ không, mình không có phải là mình làm, mình không có vui trong lòng, không có vui. Nhưng mà khi mà đến thiền viện rồi đó, khi mà đến thiền viện rồi thì cũng làm, đến đây đến thiền viện cũng làm công quả, thì mình cũng tạo cái thói quen của mình. Mình tạo cái thói quen thì mình đi về nhà mình cũng làm như những gì mình đã làm ở thiền viện, nó thành cái thói quen. Rồi mình đi làm cũng vậy, mình cũng làm hết mình, hết cái tâm của mình, giống như là mình làm công quả ở thiền viện. Với cái khi mình đi làm, mình làm hết với cái tâm của mình á, thì cái người supervisor của mình, người ta cảm nhận được. Thì lúc đó ông tăng lương rất là nhiều, mà mình không ngờ luôn á, mình không ngờ luôn. Thì đó là một trong cái ví dụ mà thiền viện đã giúp Tuệ Lực thay đổi cái cuộc sống của mình. Thì với những người nào mà muốn thay đổi một cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn, gia đình hạnh phúc hơn, thì đến thiền viện, bảo đảm thiền viện sẽ hướng dẫn, sẽ hướng dẫn bạn và gia đình sẽ có, bảo đảm sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc. Thì thiền viện về thiền tông á, thì nó khác với chùa. Thì khi mình đến thiền viện, mình được hướng dẫn theo cái môn thiền tông á, thì mình vừa thiền mà mình phải làm công quả nữa, thì nó mới hữu hiệu. Chứ mà thiền không mà không làm công quả thì nó cũng chỉ được có 50% thôi. Còn nếu mà mình vừa thiền, mình vừa ra sức mình làm công quả, thì bảo đảm mình về nhà thì mình cũng tạo cái thói quen cho mình, về nhà mình cũng làm giống như mà mình đã làm ở công quả ở thiền viện. Mình không có
mình không có hơn thua với những người gia đình, mình không có so đo, mình không có hơn thua, thì những người chung quanh á thích gần gũi mình hơn. Người chung quanh á thích làm bạn với mình vì người ta biết rằng là người ta có một người bạn như mình, người bạn mà đáng có, đáng quý. Thiền viện cũng cần một cái nơi mà rộng lớn hơn, thì cho những ngày tu học ở đây, cho những người ở tiểu bang khác đến đây tu học thì cũng đông, cho nên phải cần có một nơi cho những người tu học đó nghỉ ngơi. Với lại ở đây thì một vùng thiền viện cũng có một không có đủ parking lot, cho nên mình cũng cần một cái chỗ rộng lớn hơn để tiếp đón cái nhu cầu đó. Tự lực cũng chúc cho thiền viện ngày càng mạnh mẽ hơn, nhiều thiền sinh đến đây để ủng hộ, để phát triển thiền viện rộng lớn hơn để đủ giúp những người thiền sinh khác.